bắt đầu từ những con cúi Tác giả Phạm Thông Hoạt động cách mạng như đi chơi Từ xóm Bảo Lạc, thôn Năm, Kỳ Xanh chừng 5 giờ mỗi chiều, bốn cân thường quẩy chạc đi qua các đồi bát úp dân quê gọi đây là nỗng đồn, đồi đồng đá, trồi non, trồi kim, đến thôn tư. Dưới đít chạc, bốn bỏ vài con cúi trên phủ lá chuối với mấy cục phân bò khô. Trong con cúi có nhét mấy viên đạn tam sông, cạc bin, ăn cắp của dân vệ hoặc của du kích đưa cho. Bốn cân lần ra đường cái chính dạo xuống phía cầu xuống rồi quật ngược lên hướng thôn tám quan sát không có người bốn lần vô mấy bụi ven đường đặt con cúi châm lửa rồi tiếp tục quẩy chạc đi về tới nhà thì lửa cháy ngầm đến giữa con cúi nơi có mấy viên đạn đạn nổ bần bần bằng nhiều cách bạn bè cùng lứa với bốn cân liên tiếp gây ra tiếng nổ ở nhiều nơi vào mỗi tối bọn tề ngụy địa phương tưởng việt cộng về cho lính đi bố ráp chẳng thấy con ma nào cả cứ thế cái tụi nhỏ kỳ xanh này bày chuyện gây tâm lý bất ổn cho bọn hội đồng bọn nghĩa quân tùy cơ mà ứng biến hôm nào thấy tình hình khác thường bốn cân không bỏ con cúi mà đi bỏ lá ở những nơi quy định có địch bỏ lá dung một loại lá có gai cưa ngoài biên không có địch bỏ lá lấu láng biên đấy là tín hiệu báo cho các anh trong đội công tác từ trên xóm cà lơ thôn tám xuống bắt liên lạc với cơ sở ở các vùng nằm sâu hơn phía đồng bằng công việc của một đứa trẻ 14 15 tuổi ngó dễ như đi chơi nhưng lộ một phát thì lập tức mềm xương đấy bốn cân bắt đầu tham gia công tác cách mạng bằng những việc như vậy vừa làm công tác vừa lớn bốn cân được các anh chị trong đội công tác kỳ xanh cài cắm làm cán bộ đấu tranh chính trị đứng chân tại thôn năm vai trò của chị lúc này nhỉnh hơn một tí bắt đầu ra mặt vận động nhân dân tham gia cách mạng học hành không bao nhiêu chỉ biết viết biết đọc suôn sẻ nhưng bốn là con nhà nòi cha bị địch bắt từ năm 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 hy sinh tại nhà tù côn đảo mẹ giữ lòng trung thủy với chồng nuôi dạy các con khôn lớn bấm bụng vượt qua những tháng năm đen tối nhất chờ đồng chí của chồng quay về thừa hưởng truyền thống đó bốn cân biết phân biệt đâu là ta đâu là địch lao vào cuộc tranh đấu rất sớm mới 16 tuổi mà chị đã cứng cỏi ăn nói rành mạch được bà con trong thôn xóm tin tưởng cách xóm lẻ Bảo Lạc chỉ có 31 gia đình mà chị đã nắm được 30. Tất cả đều bảo vệ giúp đỡ chị hoạt động. Bốn cân đi hoạt động về khuya, đói bụng, vào nhà nào cũng có cơm mắm sẵn sàng. Kỳ Xanh là một xã mở ra sớm nhất Quảng Nam. Năm 1961 đã giải phóng thôn 10 Tứ Mỹ, 1962 làm chủ thôn 7, thôn 8. Thế nhưng các thôn phía dưới khó mà giải phóng nổi. Lực lượng cách mạng luồn vào vũ trang tuyên truyền ban đêm. Thôn 5, Trung Tránh, cũng đêm ta ngày địch, chỉ trong cái thôn 8 thôi mà ta và địch chiếm chia từng khúc. Xóm 1, địch rào khu dồn xóm 3, ta làm chủ, hai bên thọc qua thọc lại, đánh nhau liên miên. Nói theo ngôn ngữ của báo chí giải phóng thì tại đất kỳ xanh này ta và địch nằm trong thế cài răng lược vùng giải phóng sen kẽ thế gia báo bước ra khỏi biên xóm là dẫm chân lên mìn địch ta và địch chỉ cách nhau một quả đồi một cánh đồng một con suối mà rằng co mấy năm trời không bên nào đánh chiếm hẳn được vì thế chiến trường nơi đây thật vô cùng ác liệt trong cái hoàn cảnh như thế mà bốn năm phải đi công tác liên miên năm ba ngày nửa tháng chị phải đóng giả đủ kiểu qua mắt địch lên thôn bảy thôn tám họp hành nhận chỉ thị từ đội công tác từ các đoàn thể xã huyện về nói thầm phổ biến lại cho đồng đội bà con thôn xóm cực nhất là đi dự tập huấn dài ngày do các chị tám đa bảy phú người thôn tám là cán bộ phụ nữ của tỉnh của huyện về cà lơ hố ngựa mở lớp truyền đạt nghị quyết phương cách xây dựng cơ sở tổ chức quần chúng đấu tranh học mà không ghi chép chỉ nhớ trong đầu ghi chép trong sổ đi đường địch khám xét bắt gặp thì tiêu mạng hoặc tù mọt gông chị lăn lộn với phong trào địa phương mấy năm liền vẫn bảo toàn được bí mật địa bàn bảo lạc thuần khiết bà con trồng xóm một bực che chở chị hướng cân cùng với các chị nguyễn thị thảo phạm thị xảo cơ sở chủ chốt trong thôn, vận động nhân dân tiếp tế lương thực và các nhu yếu phẩm khác cho cách mạng. Đưa hàng lên vùng giải phóng hết sức khó khăn, khó nhất là qua ấp chiến lược xóm 1 thôn 8, qua các điểm chốt của địch. Mỗi lần vận chuyển phải theo một phương thức khác nhau sáng sớm bà con nông dân lùa cả đàn bò có đeo chóng ngang qua bót canh đi thẳng lên núi nhưng địch hoàn toàn không biết trong những cái chóng bò kia chứa đầy gạo khi trời lụt nước ngập thì bà con bỏ gạo vào thùng đạn đại liên bao ni lông kết bè tre dầm nước ngang bụng đẩy gạo băng qua các cánh đồng tránh địch chặn trên các ngả đường thuốc tây thì nhét giữa những bó mạ gánh lên ruộng hố đấy chiến tranh nhân dân không chỉ là vũ trang toàn dân đánh địch ở mọi nơi mà việc che chở tiếp tế hậu cần cũng bằng mọi cách do những người dân hiền lành chất phác trong các làng quê nghĩ ra thực hiện đúng là dễ trăm lần không dân cũng chịu khó vạn lần dân liệu cũng xong người mỹ trực tiếp tra tấn người việt cố giữ bí mật để hoạt động lâu dài những người hoạt động hợp pháp như bốn cân là vô cùng cần thiết cho cuộc chiến này bốn rất biết vai trò cần kíp của những người như chị nhưng cuộc tranh đấu này quá lâu dài giữ mấy cũng có lúc sơ hở y vậy nhân dịp ông tứ bí thư xã kỳ xanh về cơ quan tỉnh họp bốn cân viết mấy lá thư gửi cho chú ruột anh ruột đang hoạt động ở các chiến trường xa trên đường đi bị địch phục bất ngờ ông tứ vất ba lô chạy thoát thân địch lấy được những lá thư truy tìm xác định bốn cân ở xóm bảo lạc thôn năm kỳ xanh chúng đến bắt chị giam chị một đêm tại xã tên tô xã trưởng tên húc đại đội trưởng nghĩa quân tra khảo không lấy được lời khai nào có lợi cho chúng sáng hôm sau tụi hắn bịt mắt đưa chị lên xe jeep chạy thẳng vào căn cứ chu lai khi thằng bằng nghĩa quân kỳ xanh đi kèm mở băng bịt mắt chị thấy hai thằng mỹ to tướng mặt đỏ gay ngồi ngay trước mặt thằng thông ngôn người việt ngồi bên trên tường có treo một bản đồ sau vài lời chào hỏi một thằng mỹ chỉ tay lên bản đồ qua thông ngôn hắn hỏi chị về các tọa độ liên quan đến chỗ trú quân của việt cộng liên quan đến hành lang của việt cộng bốn cân trả lời tôi rốt nát chỉ biết làm ăn. Sáng đi chặt củi gánh xuống chợ trạm bán, chiều ra đồng làm ruộng, chăn trâu cắt cỏ. Tôi chỉ biết cái cuốc, cái hái, cái dựa, trái mít, trái thơm, hạt lúa thôi. Làm sao mà tôi biết nhìn bản đồ hả trời? Nhìn lên đó, tôi thấy như rừng rậm, chứ biết cái gì mà hỏi tôi, tội nghiệp. Hắn tức giận, mày rốt sao mày viết thư được? thư đó mày đưa cho ai mày liên hệ hoạt động với đứa nào bốn cân bình tĩnh nhận thư đó là của chị không thể chối vì nét chữ của chị đã được bọn nghiệp vụ an ninh kiểm định rồi bị địch bắt là biết chối cái gì và nhận cái gì chứ không phải kiên cường là cái gì cũng chối cả anh hùng phải đúng việc đúng lúc chối bỏ cái mà tụi nó biết tỏng rồi là nó đánh cho chết tươi luôn thư đó là của tôi gửi cho người thân trong nhà họ theo việt cộng từ lâu từ thời việt minh kia họ là việt cộng nhưng lại là chú ruột là anh ruột tôi đánh nhau chống nhau là việc của họ với các ông còn chuyện tình cảm máu mủ ruột thịt là do trời định tôi đâu cãi lại được các ông cũng có gia đình cha mẹ anh em chú bác như tôi tôi viết thư thăm hỏi họ cũng là tội hay sao mong các ông xem xét cho tôi không làm điều chi phạm chính trị cả còn các ông hỏi tôi đưa thư cho ai thì tôi chả biết tên mặt mũi họ ban đêm họ đột nhập vô làng nhà nào họ cũng vô tôi thấy họ có thư sẵn đừa đại tôi nghĩ họ trên núi xuống là có thể biết những người thân của tôi tôi gửi hú họa vậy thôi tôi không biết ai và cũng không hoạt động chi cả tôi còn nhỏ biết chi mà làm hai thằng mỹ chi hô thằng thông ngôn phiên dịch phát mệt mà bốn cân cứ mãi lặp đi lặp lại như vậy cả tiếng đồng hồ thằng mỹ ngồi đối diện hỏi cung đứng dậy nhảy sang một tay chặn mặt chị xuống bàn tay kia sán mạnh dầm hắn lật mặt chị phía bên kia sán mạnh một phát nữa bốn cân ngất lịm cả tiếng mới tỉnh vừa tỉnh bốn cân chỉ mặt tên thông ngôn tao là người việt nam vào đây thấy mày cũng là người việt Tao nghĩ mày sẽ giúp tao Cũng là đầu đen máu đỏ như nhau Mà mày để thằng Mỹ đánh tao suýt chết thế này hả Mày không xấu hổ à Chị tức quá Không sợ chết Là toán lên Cả ngày đêm hôm đó Chúng tra tấn chị thiệt dã man Nhưng không thể lấy được lời khai có tác dụng Sáng hôm sau Lính Mỹ cho xe chở cả chị Trở lại hội đồng kỳ xanh Bọn thằng Tô giam giữ khai thác chị Tại đồn gò đá thôn ba cả tháng trời nhưng bốn cân vẫn một mực như lời khai ban đầu không kết được án hội đồng kỳ xanh buộc phải thả chị trả lại về xóm bảo lạc thôn năm bốn căn bị bắt cả xóm bảo lạc rúng động dân sợ chị khai thì vỡ hết cả xóm cả làng bốn cân được thả về bà con mừng rơn dân. dân tin đội công tác tin chị vẫn giữ được thế hợp pháp hoạt động càng hăng hơn trước năm một nghìn chín trăm sáu bảy bốn cân được kết nạp đảng trong chiến dịch mậu thân chị năm mãi làm đại đội trưởng bốn cân làm đại đội phó dẫn đầu đội quân tóc dài kỳ xanh tiến xuống quận lỵ lý tín góp phần nổi dậy giành chính quyền mưu sự không thành lực lượng bị thiệt hại nhiều người chết nhiều người bị địch bắt cơ sở bị lộ bốn cân nhảy núi từ biệt mẹ thoát ly khỏi quê hương hòa giải giữa chiến khu. Đó là câu chuyện bốn cân lao mình xuống dòng nước cứu một phạm nhân. Mấy ông huyện ủy thấy Nguyễn Thị Cân có lý lịch ngon, bản thân gan dạ, phân về công tác tại Ban An ninh huyện Tam Kỳ, mang súng đứng canh cho mấy ông cán bộ nghiệp vụ trại giam, hỏi cung tội phạm chính trị. Công tác ở đây ít đi mặt trước nhưng nghiêm khắc, bí mật tuyệt đối, xử sự, sự giữa con người với con người như thế nào cho hợp cho vừa phải trên tinh thần ta địch rõ ràng mâu thuẫn tâm lý rất căng thẳng mềm lòng đa mang một tí có khi rước họa vào thân tổn thất cho cách mạng nhưng kiên quyết đến cứng nhắc thì tự thấy mình ác ác làm sao vậy đặc biệt là lúc lấy cung những tên phản động ngoan cố nghe chúng ăn nói sắc sược với cán bộ lãnh đạo hỏi cung tức ói máu muốn nện cho hắn mấy báng súng nhưng vì chính sách vì kỷ luật mà phải cắn răng bịt lỗ tai chịu đựng có lần bốn cùng với ông đưa trực cho ông huệ hỏi cung một thằng biệt kích rừng tướng hắn bặm xị người cao to dâu quay nón mày rậm hắn cứ liếc khẩu ak của chị chị nháy ông đưa mang súng ngắn ông lại gần sờ vào người hắn đứng chân tê ngắt ông chụp trói luôn hắn hoảng đớm, quỳ gối xin thưa cán bộ, lính bộ binh lên địa hình rừng núi còn ngu ngơ, chứ biệt kích rừng thì việc luồn núi là nghề của hắn, hắn mà chụp được khẩu AK thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. ông huệ ông đưa có võ nghệ cao cường, nhưng hắn chủ động thì cũng khó đối phó. Năm 1969, tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết ngành an ninh tại một địa điểm ở vùng rừng núi kỳ yên. trong thời điểm đó, tin Đức Lính của an ninh Vũ Trang tỉnh bỏ chạy xuống đồn trà Gó, Kỳ Long chiêu hồi, địch lập tức đổ quân xuống Kỳ Thạnh, Kỳ Yên nhằm bao vây tiêu diệt toàn bộ lực lượng lãnh đạo an ninh các cấp của tỉnh Quảng Nam đang tụ họp về đây dự hội nghị. Trại giam huyện Tam Kỳ cũng đang đóng tại vùng này, anh em trinh sát phát hiện lính Mỹ đang tiến gần đến trại giam. Lúc đó, trại có 25 phạm nhân, cán bộ trại, kể cả cấp dưỡng có 6 người trong đó chị hoa đang nuôi con mọn mới mấy tháng tuổi lãnh đạo trại cho tháo cùng những phạm nhân chưa chịu cải tạo tốt xác định cho phạm nhân các anh phải cùng cán bộ quản giáo chạy lánh càn nếu các anh bỏ chạy gặp lính mỹ họ sẽ bắn chết các anh giữa rừng núi chiến khu lính mỹ thấy người việt nào cũng là việt cộng cả như vậy Cuộc di trú này là sự cộng sinh của một tốt người Việt cùng đầu đen máu đỏ mà hai chiến tuyến khác nhau. Người Mỹ đẩy người Việt khác chiến tuyến hòa hợp với nhau nhanh thật. Bốn cần ngẫm nghĩ trong bụng như vậy mà không dám nói với ai cả. Không có thì giờ cho sự liên tưởng lung tung, chị gấp rút tiến lên phía trước bám địch, đưa cả đoàn lúc băng núi, lúc theo lối mòn thoát về phía Xuân Bình, Phú Thọ. Đây là hướng không có địch. Tháng 9 âm lịch, Trời mưa sạt cả núi vừa mới dứt đường còn trơn trượt đoàn người nương nhau mà đi phạm nhân cũng phải cộng tác họ chịu buộc một cánh tay sâu chuỗi vào nhau năm người một nhóm vai mang ba lô gạo và quần áo lần đường đi cả ngày cán bộ quản giáo cũng mang nặng chia nhau đi trước hai đi giữa hai sau cùng hai không thể mất cảnh giác vừa đi vừa canh chừng phạm nhân đã khổ trời lại ấn thêm nhiều chuyện khổ. Gần xuống tới bờ thượng nguồn sông Muôi, sắp tới Xuân Bình, thì gặp một cái hố núi lở vắt dọc theo đường dốc đứng. Nhưng trời còn ngó nghĩ, không tiệt hết đường sống. Ngay khúc lở lại có một cái dây to bằng cổ tay, có tên là dây mấu. Bộ rễ còn bám chắc vào đất. Đầu ngọn của dây thòng chúi xuống chân núi lở như thiên nhiên đã bày sẵn đường sống cho con người hai quản giáo xuống trước mấy chục phạm nhân cứ từng nhóm năm người bám dây tuột xuống Ngẹt nhất chị hoa làm thế nào để đưa con xuống khúc lở này bốn cân xuống trước ông đưa bám dây tì chân vào đất trụ giữa chị hoa ở phía trên chuyển đứa bé cho ông đưa ông đưa tiếp tục chuyển cho bốn cân chị hoa xuống khỏi khúc lở sau cùng trời đã gần tối nhưng đoàn người lại phải tiếp tục qua sông phải tranh thủ trời kéo mây mưa, đêm mưa lớn thì mắc luôn phía bên này. Dứt mưa vài ngày rồi mà nước vẫn còn chảy mạnh, đoàn người bám nhau tì chân dìu qua sông. Đùng một cái, bà Huyền người kỳ trà là phạm nhân lớn tuổi yếu sức, sẩy chân trôi theo dòng nước. Bốn cân còn ở trên bờ bên này, vội nhảy xuống nước, lao theo dị bà lại. Bà Huyền thoát chết, bốn cân trôi luôn đôi dép, Trời ơi, ở giữa núi này mà mất dép là như cắt đôi chân. Gửi xuống đồng bằng mua lại đâu phải dễ. Chắc phải đi chân không cả tháng trời. Dép su là báu vật, ai cũng chỉ có một đôi mang trong chân, dễ chi mà kiếm mà mượn được. Nhưng cái được là mọi người qua hết bên này sông an toàn. Đêm hôm đó ngủ bên bờ sông, trời mưa giả dích, cọp đi quanh gầm gừ, quản giáo cùng phạm nhân phân công thay phiên nhau canh sợ nhất là nó xông vào chụp đứa bé vì quá khổ cực chị hoa ít sữa ăn chi mà có sữa cháu bé đói bụng khóc cả đêm cọp nghe tiếng bé khóc gầm gừ quanh quẩn khiếp thật súng của các anh quản giáo lúc nào cũng sẵn sàng sáng hôm sau họp đoàn đồng chí lãnh đạo trại kêu gọi ai sung phong về phía thuận yên kỳ yên tìm lãnh đạo ban an ninh huyện để báo cáo tình hình và xin ý kiến bố trí địa điểm mới cho trại nơi cũ đã có nguy cơ bị lộ thứ nữa xin phiếu cấp lương thực cho phạm nhân và quản giáo nếu không được cấp gạo cả trại sẽ đói kiệt trong vài ngày tới ai sẽ gánh vác nhiệm vụ khó khăn này bốn cân mất dép nhưng lại là người trẻ nhất các đồng chí khác tuy là nam giới nhưng già hết rồi còn hai cảnh vệ nam trẻ thì nhất thiết phải ở lại canh phạm nhân đấy là nhiệm vụ chính trị trung tâm không thể lơi lỏng cân nhắc kỹ trong đầu chị sung phong phía phạm nhân thì ông chậm là người kỳ yên giành đường và cũng đã cải tạo tốt sắp thả được phân công cùng đi với bốn cân hai người vượt qua đèo phường tống bám về đến thuận yên đúng giữa trưa dân trụ bám chạy vào núi lần tránh địch đã quay về từ sáng địch rút hết từ chiều hôm qua họ bảo địch càn tới lùng vào núi nhưng chẳng tìm được chi cả tất cả lực lượng của ta rút lui an toàn sau đó vài tiếng bốn cân gặp được lãnh đạo lập tức quay lại xuân bình dẫn đoàn về thuận yên tính tiếp kế hoạch cho những ngày tháng tới qua đợt lánh càn cùng nhau nếm trải gian khổ cùng nhau đi tìm sự sống đấy là một bài học sống một bài học giá trị hơn nhiều so với cả tuần thuyết giảng của quản giáo trong mỗi người phạm nhân ít nhiều đã thật sự trỗi dậy một thứ tình cảm khó tả đối với những người cách mạng phần người đã lớn lên trong họ bà huyền thì biểu lộ ra mặt bà ôm bốn cân nức nở nếu không có cán bộ thì tôi bỏ mạng theo dòng nước rồi cả đời này tôi nhớ ơn cô uyên uyên việt nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại